Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 28 tháng 9 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, các tỉnh miền Bắc đang tập trung thu hoạch lúa mùa sớm để sản xuất vụ đông. Hiện nay châu chấu gây hại lúa tiếp tục chuyển sang hại cây vụ đông, đặc biệt là cây ngô thời kỳ cây con trên đất hai lúa. Trên một số diện tích cây ngô đang phát triển 4 đến 5 lá, châu chấu di chuyển từ cây lúa sang gây hại cây ngô. Chúng cắn khuyết lá ngô và nếu không chủ động phòng trừ kịp thời, châu chấu có thể ăn trụi lá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng phát triển cây ngô và gây thiệt hại về năng suất. Để bảo vệ cây ngô vụ đông, bà con cần thực hiện một số giải pháp sau: theo dõi sát tình hình mật độ châu chấu trên lúa mùa, nếu mật độ cao có thể tổ chức dùng vợt bắt trước khi rào vụ để sản xuất, làm giảm số lượng trên những vùng gieo trồng ngô và vùng lân cận. Khi châu chấu xuất hiện ở mật độ cao có nguy cơ ăn trụi lá, bà con có thể phun thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo. Bà con chú ý phun vào sáng sớm hoặc chiều mát bởi đây là thời điểm châu chấu ít di chuyển và thường tập trung gây hại trên cây trồng. Châu chấu xu hướng bay vào ánh lửa sáng vào ban đêm, do vậy những vùng có nhiều châu chấu có thể đốt lửa vào ban đêm để tiêu diệt nhằm giảm mật độ trên đồng ruộng. Trong thời gian sinh trưởng của cây ngô, bà con cần thường xuyên theo dõi diễn biến mật độ châu chấu trên đồng ruộng và mức độ gây hại để kịp thời phun trừ, đặc biệt là khi cây ở thời kỳ cây con. Quay trở lại với tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai, toàn miền Bắc duy trì trạng thái là ít mưa. Sau khoảng 8 giờ sáng, nắng bắt đầu xuất hiện, nâng mức nhiệt độ trong ngày tăng dần và cao nhất vào khoảng 32 đến 34 độ, một vài nơi thì sấp xỉ ngưỡng 35 độ. Tuy nhiên, từ khoảng tối muộn đến đêm mai, thời tiết tại miền Bắc sẽ có những thay đổi. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường, nên mưa dông có khả năng xuất hiện tại các tỉnh, vùng núi Bắc Bộ, sau đó sẽ lan dần xuống Trung Du và Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Không loại trừ có nơi xuất hiện mưa dông với lượng khá, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc xoáy và gió giật mạnh. Thời tiết tại các tỉnh miền Trung cũng chưa có nhiều biến đổi đặc biệt. Ban ngày trời nắng và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 cho tới 35 độ. Đến khoảng chiều tối, trong khi các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Quảng Bình thì tiếp tục ít mưa. Phần còn lại từ Huế cho tới Bình Thuận khả năng có mưa rào và dông cục bộ. Do trên nền nhiệt khá cao nên mưa dông, người dân khu vực cần đề cao cảnh giác với khả năng có gió giật mạnh khi tham gia lưu thông trên đường. Rãnh mây dông đang có xu hướng được thiết lập và đi ngang qua khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Tuy nhiên, do hoạt động chưa mạnh mẽ nên cũng chỉ gây mưa rải rác trên khu vực sau khoảng 16 giờ chiều. Lượng mưa trung bình ngày ước tính từ 10 cho tới 20mm, cá biệt có nơi sấp xỉ hoặc cao hơn 30mm. Thưa bà con, do đang trong thời kỳ mùa mưa ở các tỉnh phía Nam nên ốc bươu vàng đang có chiều hướng gia tăng gây hại trên những cánh đồng trũng không tiêu thoát nước. Bà con cần thường xuyên thăm đồng để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Và tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất là 32 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác tại các tỉnh vùng núi, cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong mưa dông, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất là 32 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ và cao nhất là 33 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất là 33 đến 36 độ. Tây Nguyên mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần cảnh giác với dông sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất là 28 cho tới 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần cảnh giác với dông sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất là 24 đến 26 độ, cao nhất đạt 30 đến 33 độ. Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.